Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập năm Tập 56 vị thứ 16 Đây là Chủ thực quỷ vương Đây là Ở trong Tập tục dân gian xưng là Thần ngũ cốc thông thường gọi là táo thần cũng là thuộc vào loại này chuyên quản lý việc ăn uống ở trong nhân gian là quản lý loại này cũng là thuộc về cái mà chúng ta thông thường gọi là phước báo phước báo này là thiên về ăn uống đây là điều mà ở trong đời sống thường ngày bất kỳ người nào cũng không thể rời khỏi cho nên ăn uống trong nhà phật có lễ tiết trước khi ăn phải dùng tâm thanh tịnh cung kính để cúng dường đây là sự kính trọng đối với loại quý thần này hy vọng họ có thể gia trì hy vọng họ có thể phù hộ nếu như chúng ta ăn uống không có điều độ không biết lễ tiết thì những vị thần chủ thực này sẽ không vui nếu như là lãng phí lương thực thì tội lỗi này sẽ rất nặng cần phải biết là thế gian này vẫn còn rất nhiều nơi bị đói chúng ta được ăn uống có bao giờ nghĩ đến những người bị đói đó hay không mỗi lần bạn đang ăn uống đều có thể nghĩ đến họ đây là sự bộc lộ của tâm từ bi đây chính là tích lũy công đức có ý nghĩ này trước rồi khi gặp phải những tai nạn này bạn nhất định sẽ giúp đỡ bạn nhất định sẽ cứu giúp không nên xem thường chuyện này bậc thánh hiền thế gian và xuất thế gian đều nói với chúng ta vậy chúng ta phải ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu mới có thể tránh khỏi tất cả tai họa vi tiệm vi là nhỏ bé tiệm là chậm chạp những việc nhỏ này nếu bạn không phòng ngừa dần dần sẽ biến thành đại tai nạn cho nên lễ nhỏ phải giữ phải phòng ngừa lỗi lầm nhỏ không phòng ngừa lỗi lầm nhỏ nó sẽ dần dần hình thành tai họa lớn phải biết cái đạo lý này Vì mà cổ thánh tiên hiền nói Vi là khởi tâm động niệm Phải ngăn ngừa từ chỗ này Hệ ý nghĩ nào Không có lợi ích cho chúng sanh không có lợi ích cho xã hội thì nhất định không được nghĩ khởi lên ý nghĩ này nhất định sẽ mang lại tai họa đối với chính mình luôn luôn nghĩ gì chúng sanh luôn luôn nghĩ gì xã hội thì chắc chắn có lợi ích Tùy trước mắt bạn không nhìn thấy lợi ích. Nhưng quỷ thần đã nhìn thấy rất rõ ràng. Đã ghi chép rất minh bạch. Tích thiện nhỏ sẽ thành thiện lớn. Tích diệt nhỏ sẽ thành diệt lớn. Tích được dày tích được nhiều Thì sẽ thỏ báo ngay đời này Không cần đợi đến đời sau Chúng ta xem thấy ở trong liễu phạm tứ huấn Sau khi viên liễu phạm hiểu rõ đạo lý này rồi Thì cả gia đình ông Đều tu tích công đức Ông được quả báo ngay hiện đời Trong số mạng Ông không có công danh Công danh trước đây là nói thi đổ học vị tiến sĩ Học vị cao nhất này Trong số mạng ông không có Trong số mạng của ông chỉ có đổ tú tài Sau đó ông thi đổ cử nhân Thi đổ tiến sĩ Đều là do tu trong đời này Tuổi thọ trong số mạng Chỉ có 53 tuổi Ông đã sống hơn 70 tuổi Ông không có cầu trường thọ Trong số mạng không có con trai Ông đã có được hai người con trai Ngoan hiền Đây chính là do hiện đời Chuyển trở lại được Nhờ tu tích nhiều đây là tấm gương tốt cho chúng ta là hình mẫu cho chúng ta cho nên người thế gian thường thường người nghèo khó vẫn có thể tu phước vẫn vui lòng tu phước đặc biệt là người giàu có thường hay lơ là không biết tu phước chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người càng giàu có thì càng keo kiệt càng không dám xả khi họ xài tiền nhất định phải có lợi ích cho họ dường như không có lợi ích ngay trước mắt cho họ thì họ không chịu bỏ tiền Họ rất xem trọng danh lợi Người như vậy Họ hưởng hết phước rồi Sẽ không còn phước dư Đời sau phải nhận lấy tai ương Trừng phạt Thứ 17 dưới đây Là chủ tài quỷ vương Đây là người thế gian chúng ta gọi là thần tài chủ tài quỷ vương chính là thần tài trong chú giải ngày chú giải cũng rất hay trong phủ của đông nhạc có người làm chủ tiền tài nhạc phủ là chỉ đông nhạc đại đế thật ra ngũ nhạc là đại quỷ vương Địa vị của ông chỉ đứng sau Diêm La Vương Diêm La giống như là vua của một nước vậy Ngũ nhạc Họ quản lý khu vực rất lớn Quản lý rất nhiều tỉnh Cao hơn địa vị tỉnh trưởng rất nhiều Đông nhạc đại đế giống như quản lý 6-7 tỉnh vậy họ có khu vực quản lý lớn như vậy trước đây trương thái viêm đã từng làm phán quan ở đông nhạc đại đế địa vị của phán quan rất cao tương đương với chức bí thư trưởng của người thế gian chúng ta cho nên ông nói cho người ta biết rất nhiều và nói rất tương tận về tình hình ở trong cõi quỷ dưới ông có vị quỷ dương chuyên quản lý về tài sản ở trong phủ đông nhạc gọi vị ấy là chủ tài án chủ chủ tài án chủ chính là chủ tài quỷ vương người thế gian chúng ta xưng là thần tài thần tài này có vị lớn vị nhỏ dưới đây có hai câu chúng ta phải nhớ kỹ chỉ vậy có tiền của mà không chịu bố thí thì quỷ nhìn thấy ganh ghét bạn có tiền mà không chịu bố thí thì quỷ cũng ghen ghét bạn vậy thì phiền phức lớn rồi quỷ sẽ thường xuyên đến kiếm chuyện với bạn vì vậy thái thượng đặc biệt cấm ngặt việc cướp đoạn tài vật của người khác đây là điều chúng ta phải đặc biệt nhớ kỹ cướp đoạn tiền của của người khác tội lỗi đó là cực nặng cực lớn nếu như chúng ta bình tĩnh quan sát thật kỹ không cần đợi đến quả báo đời sau hiện đời họ đã phải nhận lấy quả báo rồi. Cái ác báo này sự việc này là rất nhiều rất nhiều trong xã hội hiện nay. Chúng ta xem cổ phiếu trong thế gian Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu chính là đánh bạc Đều là cướp đoạt tiền của của người khác Phát tài từ trên cổ phiếu Bạn xem khi cổ phiếu bị tuột giá Họ liền nhảy lầu tự sát Nhà tan cửa nát Là quả báo trước mắt Những thứ thuộc loại này là rất nhiều đây là thủ đoạn không chính đáng Những gì họ có được Chúng ta vừa rồi mới nói Đều là của mà trong số mạng họ có Nếu trong số mạng không có Thì nhất định không thể có được Cướp đoạt của người khác Vẫn là của mà trong số mạng mình có Cũng như là nói Hưởng thụ trước mà thôi Tổn hại đến người khác là tạo tội nghiệp phước báo của mình hưởng thụ trước hết rồi cũng là tạo tội nghiệp cho nên chúng ta nhất định phải biết tiền của nào cũng có chủ của nó cả tiền của bất nghĩa nhất định không được lấy sau khi lấy rồi nhất định có tai nạn chắc chắn không có lợi ích phía sau có chủ súc quỷ vương súc là súc xanh là vật nuôi trong nhà những súc xanh này cũng có quỷ thần giám sát chúng ta đối xử với những súc xanh này cũng phải có lễ Xúc sanh thông tánh người Hôm kia Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Kể cho chúng tôi nghe Ở Quang Minh Sơn Có nuôi rất nhiều chó Ở nơi đó có rất nhiều chó được phóng sanh Họ quan sát Thấy những con xúc sanh này có linh tánh Người ưa thích chó Người yêu chó Chó vừa nhìn thấy bạn liền vẫy đuôi Rất thân thiết với bạn Người ăn thịt chó, người giết chó Khi chó vừa nhìn thấy Từ xa đã cất tiếng sủa rồi Có thái độ rất hung dữ đối với bạn Nó có thể cảm nhận được Chó có thể cảm nhận được Không chỉ là Loại súc sanh này mà toàn bộ tất cả loài xuất sanh Bạn không hại chúng Thì chúng sẽ không làm tổn hại bạn Chúng ta xem truyện ký của Pháp Sư Ấn Quang Đó là sự thật Tuyệt đối không có một mảy may khoa trương Ấn Quang Đại Sư sau 70 tuổi Thì những con mũi bò chét này Thấy đều không còn Quấy rầy ngài nữa Căn phòng này Thật sự thường hay có những loài như là ruồi mũi kiến Khi Pháp Sư Ấn Quang đến ở căn phòng này Thì số động vật nhỏ này liền dời nhà đi hết rồi tại vì sao cả đời ấn quan đại sư không làm tổn hại động vật nhỏ trước đây trong phòng cũng có những thứ này những vị thị giả và tín đồ của ngài muốn dọn đuổi chúng đi lão pháp sư nói không cần cứ để chúng ở lại đó vì sao vậy Đức hạnh của tôi không đủ Để chúng lại Là nhầm cảnh tỉnh Sách tấn tôi Là để cảnh giác Cho nên mọi người không dám động đến Lâu ngày thì số động vật nhỏ này đều được cảm hóa rồi Đây là một thí dụ rất hay Đại sư có thể làm được Tại vì sao chúng ta không làm được Phải thường xuyên sanh tâm hổ thẹn Phải học tập theo Pháp Sư Ấn Quang Vị thứ 19-20 dưới đây là chủ cầm chủ thú quỷ vương Đây là nói đến cầm thú Mỗi loại cầm thú đều có một loại quỷ vương Ngài ở trong đây cũng nói đến 12 con giáp Ở trong ngũ hành mà đại sư Thiên Thai đã nói 12 con giáp đều là cầm thú là thuộc về loại này những quỷ dương này cũng là bồ tát pháp thân đại sĩ hóa thân ở trong đó Vị thứ hai là chủ mỹ quỷ vương Mỹ, người bình thường chúng ta gọi là yêu quái Là thuộc vào loại này Chúng sanh thuộc loại này người đời thường nói chúng sống lâu năm sẽ biến thành yêu quái biến thành yêu tinh ở trung quốc thần cây là nhiều nhất cây cổ thụ lâu năm cổ thụ nghìn năm đều có những quái vật này đây là gì vậy trong phật pháp chúng ta gọi là thần cây lâu đời rồi nó dần dần sẽ thông linh nó có thể biến hóa nó cũng có tu hành nó tu phương pháp gì chúng ta không thể biết được ở trong tưởng tượng của chúng tôi có lẽ cũng gần giống như cõi người chúng ta vậy có rất nhiều pháp môn tu học chúng tu hành chưa có lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước nên mới biến thành loại quỷ mị này nếu như lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy thì tương ưng với đạo phật rồi khác biệt giữa đạo phật với tất cả đạo thế gian là ở chỗ này cho nên chúng tu hành mặc dù đắc thần thông mặc dù đắc trí huệ cũng không thể thoát khỏi tam giới lục đạo là chưa thể lìa khỏi phân biệt chấp trước vậy dưới đây là chủ sản quỷ vương sản là nói sinh sản chỗ này nói rất rõ ràng là đưa rước bảo vệ sinh sản loại quỷ vương này rất được dân gian tôn trọng ở thành phố đại bắc hình như là có một cái miếu thờ bảo sanh đại đế chúng tôi chưa vào nhưng đã từng đi ngang qua cửa của họ rồi nhìn thấy trên tấm biển đề là bảo sanh đại đế chính là thuộc vào loại quỷ dương này Loài quỷ dương này phần lớn là Thân phận phụ nữ Vị thứ 23 là chủ mệnh quỷ vương Đây là trong Kinh Phật nói Tỳ Sa Môn Chủ việc bảo vệ mạng sống Của người trong bốn thiên hạ Tỳ Sa Môn là Bắc Phương Thiên Vương trong Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Thiên Vương là Tôn Bắc Phương Thiên Vương làm thủ lĩnh. Cho nên gọi là Hộ Thế Thiên Vương. Đây là Phật căn dặn họ phải bảo vệ. Mạng người trong bốn thiên hạ vị thứ 24 là chủ tật quỷ vương. Tật là bệnh tật. Hễ con người bị bệnh thì quỷ vương này nhất định sẽ có mặt. Bị bệnh. Nói thật ra, người bệnh và thầy thuốc đều là có duyên với nhau. cho nên trong lúc bị bệnh quan trọng nhất là tâm địa phải thanh tịnh từ bi thành kính thì bạn sẽ cảm được sự giúp đỡ của chủ tật quỷ vương bạn gặp được thầy thuốc thầy thuốc kê to thuốc cho bạn cung cấp cho bạn những loại thuốc và phương pháp điều trị này luôn luôn có quỷ thần ở đó giúp đỡ nếu như tâm địa của bạn không thanh tịnh có rất nhiều vọng tưởng đặc biệt là tư tưởng tà ác thì quỷ vương đó sẽ gây phiền phức cho bạn rồi bên này của bạn sẽ rất khổ bạn phải biết cái đạo lý này. Vị thứ 25 là chủ hiểm quỷ vương. Đây là nói đến núi cao biển lớn, những chỗ nguy hiểm này. Đó là khu vực quản lý của họ. Hiện nay có rất nhiều người ưa ừ, thích leo núi. cũng có rất nhiều người thích đi biển đây đều là nơi rất dễ bị gặp nguy hiểm hoạn nạn cực kỳ nguy hiểm phải biết được những nơi này đều có quỷ thần quản lý cả chúng ta cũng có cơ hội đi du lịch ở những nơi này Hiện nay gọi là tham quan du lịch Cho nên trong kinh địa tạng có nói Trước khi chúng ta đi du lịch Tốt nhất trước khi đi du lịch một tuần Phải tụng kinh địa tạng Niệm danh hiệu Bồ Tát địa tạng đủ vạn biến Thì hành trình du lịch của bạn sẽ được thiện thần Phù hộ Trên hành trình được bình an Tại vì sau đọc kinh này Và niệm danh hiệu địa tạng Có thể được bình an vậy Những quỷ thần này Quan hệ vô cùng mật thiết Đối với Bồ Tát địa tạng Bạn có thể tung kính Bồ Tát địa tạng Tu học theo pháp môn Bồ Tát địa tạng Họ nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ họ sẽ lễ kính đối với bạn cho nên những chỗ nguy hiểm này bạn luôn luôn có thể tránh được tai nạn hung dữ dưới đây nói tam một quỷ vương tứ một quỷ vương ngủ một quỷ vương đây là nói từ trên hình dạng của họ Họ có ba con mắt Bốn con mắt, năm con mắt Kỳ lợi thất vương Trong chú giải nói ý nghĩa Của cái tên này Ở trong phiên dịch Không có nói rõ ràng Thế nhưng trong Kinh Kim Quang Minh Phiên dịch thành Đại Lực Thiên Cũng có khi phiên dịch thành Thần Lửa Là thuộc loại này Chú giải này có thể tham khảo Phật năm xưa giảng kinh là ở Ấn Độ thời gian giảng kinh ở lưu vực sông hằng là tương đối dài phật nói những quỷ thần này ngài nói kỳ lợi thất vương là ở phía bắc sông hằng khả năng là thuộc vào nhóm quỷ thần này của ấn độ là tên vị thần ở khu vực đó ở phía nam bắc sông hằng anna tra vương người trung quốc gọi là na tra đây là thuộc về những vị ở giữa thiên thần và quỷ thần là ranh giới giữa thiên thần với quỷ thần đại khái là do tứ vương thiên cai quản Tứ vương thiên Cũng có thể gọi họ là thiên thần Cũng có thể gọi họ là quỷ thần Họ là thủ lĩnh của quỷ thần Là do Đao lợi thiên chủ cai quản Chịu sự quản lý của đao lợi thiên chủ Cho nên nói Thật ra họ cũng là đại quỷ vương Tứ thiên vương là thủ lĩnh ở trong quỷ vương Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Như thị đẳng đại quỷ vương Cá cá Giữ bách thiên chư tiểu quỷ vương Tận cư diêm phù đề Các hữu sở chấp Các hữu sở chủ Đây là nói Tổ chức xã hội ở trong cõi quỷ tình trạng của tổ chức này gần giống với nhân gian nói thật ra loại tình hình này ở trong lục đạo thế giới ta bà thế giới chư phật nơi khác đại thể đều giống nhau cái gọi là người cùng tâm ấy tâm cùng lý ấy về mặt kết cấu đại thể đều là giống nhau Những quỷ vương này Mỗi vị đều có chức trách riêng của họ Các hữu sở chấp Tức là sự quản lý của họ Sở chủ là phạm vi quản lý của họ Họ quản lý những sự vật này Thị chư quỷ vương Giữ diêm la thiên tử Thừa Phật oai thần Cập địa tạng Bồ Tát Maha Tát Lực Câu nghệ đau lợi tại nhất diện lập Đây là nói rõ Tại vì sao họ có thể tham gia Pháp hội Tại cung trời đau lợi này Đây là nhờ nương vào Sức oai thần của Phật gia trì Và Bồ Tát Địa Tạng Thưa ngày chỉ vậy bởi nhờ nhân duyên này họ mới có thể cùng Bồ Tát Địa Tạng đến cung trời đau lợi tham gia pháp hội lần này của Thích Ca Mâu Ni Phật được trong pháp hội nhất diện lập là ở trong pháp hội có chỗ ngồi của họ đây là giới thiệu nhân vật ra cho chúng ta xem tiếp bên dưới những hoạt động của họ ở trong pháp hội nhĩ thời diêm la thiên tử hồ quỷ, hiệp trưởng đây là chí kính bạch phật ngôn thế tôn ngã đẳng kim giả giữ chư quỷ vương thừa phật oai thần cập địa tạng bồ tát ma ha tác lực phương đắc nghệ thử đao lợi đại hội diệt thị ngã đẳng hoạch thiện lợi cố ngã kim hữu tiểu nghi sự cảm vấn thế tôn duy nguyện thế tôn từ bi tuyên thuyết đây là hoạt động quan trọng của họ ở trong pháp hội là đến thịnh pháp ngã đẳng phạm vi của chữ đẳng rất rộng có thể nói là tất cả giáo chủ cõi u minh tận hư không khắp pháp giới ở trong kinh hoa nghiêm gọi là thế chủ là chủ thế gian diêm la và quỷ dương cũng là một trong các thế chủ số lượng cũng là vô lượng vô biên pháp hội hoa nghiêm xứng tánh pháp hội địa tạng cũng xứng tánh trong kinh này chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ ràng Xứng tánh dùng cách nói hiện nay để nói Là độ phá tất cả không gian thời gian Pháp hội này Hiển thị chính là nhất chân Pháp giới Pháp giới bình đẳng Không có khác gì so với hoa nghiêm Được Phật lực của Phật gia trì Và oai thần của Bồ Tát Địa Tạng gia trì Họ mới có cơ hội Tham dự Pháp hội lần này Dưới đây nói Việc thị ngã đẳng hoặc thiện lợi cố Tham dự Pháp hội này Họ vô cùng hoan hỷ Họ được Đại phước lành Đại lợi ích Có thể ở trong Pháp hội lần này Nghe Phật Và các Bồ Tát khai thị Đây chính là được phước lành Nhưng sau khi nghe rồi Họ vẫn còn nghi ngờ Cho nên dám bạch hỏi Đức Thế Tôn Hy vọng Thế Tôn Chỉ dạy cho họ biết phá trừ nghi ngờ cho họ đây là đến thịnh pháp phật cáo diêm la thiên tử tứ nhữ sở vấn ngô vị nhữ thuyết thế tôn vô cùng từ bi nói với những vị vua diêm la này các ông có nghi ngờ gì thì cứ nêu ra các ông cứ tùy ý hỏi đức phật sẽ giải đáp hết trong phật pháp quan trọng nhất là phá mê sanh tính có nghi ngờ nhất định phải hỏi nếu có nghi ngờ mà không hỏi thì chắc chắn sẽ sanh ra chướng ngại rất lớn trong việc tu học chúng tôi nói tu học các vị nhất định phải hiểu tu học chính là đời sống hiện thực của chúng ta tu hành với đời sống là một sự việc tuyệt đối không phải là hai sự việc hầu hết mọi người hiện nay thường hay xem việc tu học với đời sống thành hai sự việc thế thì hoàn toàn sai rồi cho nên họ ở trong đời sống không thể cải thiện được Họ không được lợi ích Không được tốt đẹp Chính là do quan niệm sai lầm này tạo nên Thị thời diêm la thiên tử Chim lễ thế tôn Cập hội thị địa tạng Bồ Tát Đây là lễ tiết Chỗ này chúng ta cũng phải học theo những người này là tùy tùng cùng đi với bồ tát địa tạng đến pháp hội này họ thỉnh giáo đức thế tôn nhất định không thể quên lão sư của họ bồ tát địa tạng là lão sư của họ cũng phải thăm hỏi lão sư chào hỏi lão sư đây chính là mong lão sư gia trì Nhi bạch Phật ngôn Rồi mới nói Thế Tôn Ngã quán địa tạng Bồ Tát Tại lục đạo Trung Bách thiên phương tiện Nhi độ tội khổ chúng sanh Bất từ bì quyện Thì Đại Bồ Tát Hữu như thị Bất khả tư nghị Thần thông chi sự Đây là khen ngợi trước thần lực từ bi của Bồ Tát Địa Tạng. Các vua Diêm La biết rất rõ về Bồ Tát Địa Tạng này. Đối với tâm từ bi và oai đức của Bồ Tát Địa Tạng, họ từ lâu đã vô cùng kính ngưỡng rồi. lời ngài nói toàn là sự thật bồ tát địa tạng ở trong lục đạo đặc biệt là tam độ chúng sanh nơi nào thọ nạn khổ nhất thì bồ tát địa tạng nhất định sẽ đến nơi đó nhất định không từ bỏ chúng sanh ngài giáo hóa chúng sanh có vô lượng vô biên phương pháp ở trên kinh chỉ nói đại khái chỉ nói cương lĩnh nguyên tắc mà thôi chúng ta từ trong bộ kinh này hãy thể hội thật tỉ mỉ đâu chỉ có trăm nghìn phương tiện độ hóa những chúng sanh tội khổ này vĩnh viễn không có mỏi mệt là giống như bồ tát phổ hiền vậy tột bờ mé vị lai cũng không có mệt mỏi không mệt không chán câu cuối cùng là khen ngợi đối với bồ tát có những sự thần thông không thể nghĩ bàn như vậy nhiên chư chúng sanh thoát hoạch tội báo vì cũ chi gian hữu đọa ác đạo Đây chính là Chỗ mà vua Diêm La nghi ngờ Không thể lý giải được Họ nói ra chỗ nghi ngờ rồi Những chúng sanh này Đã thoát khỏi ác đạo tội báo chính là chỉ ba đường ác thoát là thoát khỏi hoặc là được thoát khỏi tội báo nhưng vị cũ chi gian hữu đọa ác đạo vị cũ là thời gian rất ngắn ngủi trong chú giải có nêu ra thí dụ là nêu ra địa ngục đẳng hoạt ở trong địa ngục địa ngục đẳng hoạt là thuộc một trong tám địa ngục lớn tuổi thọ ở trong địa ngục này giống như tứ thiên vương vậy năm mươi năm của nhân gian bằng một ngày trong địa ngục người này rời khỏi địa ngục đi đến nhân gian ở nhân gian lại tạo tội nghiệp Cho dù sống đến 100 tuổi Sau khi chết rồi lại trở về địa ngục Ở địa ngục tính ra mới có hai ngày 100 năm ở nhân gian Bằng hai ngày ở địa ngục rồi Họ đi làm sao mới hai ngày đã trở lại rồi Sự việc này quá nhiều, quá nhiều Thông thường ở trong cõi quỷ Cái gì biết một ngày trong cõi quỷ Là một tháng của nhân gian chúng ta Trải qua một năm ở nhân gian Thì ở cõi ngạ quỷ mới có 12 ngày Cho nên họ có thể nhìn thấy Những người này Tiếp nhận sự giáo hóa của Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng Hết lòng hết dạ khuyên bảo Họ giác ngộ rồi Quay đầu rồi Một niệm quay đầu như vậy Họ liền thoát khỏi ác đạo Cho dù ở địa ngục A Tỳ Cũng không ngoại lệ Chỉ cần bạn một niệm hướng thiện Thì một niệm đó liền thoát khỏi ngay Không nên xem thường một niệm này Người thế gian chúng ta Niệm Phật Giáng Sanh Tịnh Độ Cũng là một niệm một niệm lúc lâm chung đó nếu như bạn niệm là a di đà phật bạn nghĩ đến là thế giới tây phương cực lạ thì một niệm đó liền giảng sanh ngay bình thường vậy chúng ta niệm phật là huấn luyện chỉ sợ lúc sắp mạng chung sẽ quên mất một niệm này một niệm đó sai lầm thì hỏng rồi bình thường là giống như luyện binh vậy một niệm cuối cùng lúc lâm chung Đó là giao chiến Hơi thở này của bạn dứt rồi Bạn đến thọ sanh ở cõi nào Là nương vào một niệm lúc lâm chung đó Cho nên chúng ta phải xem trọng một niệm này Làm sao mới thực sự nắm chắc Để cho một niệm này không bị mất đi Nhất định Phải biết tu phước người có phước báo chân thật có phước báo không phải hiện tiền có của cải có địa vị không phải vậy phước báo này là giả chân thật có phước báo là lúc mạng chung không có bệnh khổ biết trước giờ đi biết mình lúc nào sẽ đi không bị bệnh biết rất rõ ràng sáng suốt đi ở tư thế đứng tư thế ngồi vô cùng tự tại người này gọi là đại phước báo rồi tại vì sao nói họ là đại phước báo vậy bởi vì họ vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi không tạo những nghiệp lục đạo này nữa nếu như họ quay trở lại nhân gian quay trở lại lục đạo nữa thì họ là bồ tát chứ không phải phạm phu họ đến thế gian là tùy loại hóa thân là giống như những vị vua diêm la này vậy là hóa thân đến họ là đến để cứu khổ cứu nạn giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này tuyệt đối không phải tạo nghiệp thọ báo đây gọi là đại phước báo đây là phước báo đích thực chúng ta nhất định phải thấy rõ ràng phải thấy minh bạch cho nên không nên cầu phước báo hữu lậu thế gian chúng ta nên tu phước báo vô lậu Như vậy mới là người trí huệ đích thực Người thật sự sáng suốt Nhà Phật gọi là người chân thật giác ngộ Đây là hiện tượng mà họ nhìn thấy liền thỉnh giáo Giới thích ca mâu ni Phật Thực ra những sự việc này Đâu có chuyện họ không biết đây chính là đã biết rõ mà vẫn hỏi để cho phật nói ra thì mọi người mới tin bồ tát nói ra quỷ vương nói ra thì mọi người vẫn không đủ niềm tin cho nên thỉnh phật nói cho nên cách hỏi này là thuộc về cách hỏi nhằm lợi lạc cho hữu tình chứ không phải họ không biết Họ là hỏi thay cho chúng sanh Đây là điểm chúng ta nhất định phải học tập Nếu muốn Phật Pháp Hoàng dương rộng khắp Nếu muốn Phật Pháp trụ lâu ở thế gian Thì nhất định phải biết Nêu ra nghi vấn Thay cho chúng sanh này Thế Tôn thị địa tạng bồ tát ký hữu như thị bất khả tư nghị thần lực vân hạ chúng sanh nhi bất y chỉ thiện đạo vĩnh thủ giải thoát duy nguyện thế tôn vị ngã giải thuyết đây đích thực là nghi hoặc lớn lao của chúng ta Các ngài rất từ bi Nêu ra câu hỏi thay cho chúng ta Trí huệ từ bi Thần thông Đạo lực Của Bồ Tát Địa Tạng Không có khác gì So với chư Phật Như Lai Điểm này chúng ta phải biết Học trò của Bồ Tát Địa Tạng người đã thành phật không thể tính hết không cách gì tính đếm được nhưng vị lão sư này vẫn ở địa vị bồ tát đây là từ bi đến cực điểm tại vì sao ngài cứ ở địa vị bồ tát mà không dùng địa vị phật để độ chúng sanh điểm này mọi người nhất định phải biết Phật là sư đạo pháp thế gian và xuất thế gian nhất định phải tôn sư trọng đạo cho nên dùng thân phận lão sư chỉ văn lai học vị văn vạn giáo Nghĩa là chỉ có bạn đến nơi đó để cầu học Chứ không nghe nói lão sư đến dạy bạn Không có đạo lý này Hay nói cách khác Dùng thân phận Phật để độ chúng sanh Sẽ có rất nhiều việc bất tiện Không thể chủ động Để đi giáo hóa chúng sanh cũng không thể nói là không có người mời thỉnh để phật nói nhất định phải có người mời thỉnh nhất định phải để người ta tôn kính đối với pháp tôn kính đối với học thuật thì lão sư mới có thể dạy thân phận bồ tát thì khác thân phận của bồ tát là bạn học là thân phận học trưởng cho nên giống như lời trong vô lượng thọ kinh nói là làm người bạn không mời đây là bồ tát phật thì không được rồi cho nên phật phải lui lại địa vị bồ tát mới có thể rộng độ chúng sanh trí huệ thần thông đạo lực của bồ tát địa tạng thực sự không có khác gì so với tất cả như lai tại vì sao những chúng sanh này lại không nghe lời vậy không tuân theo sự dạy bảo của bồ tát để vĩnh thủ giải thoát nói thật ra Chúng ta nhìn thấy những tôn giáo khác trong thế gian. Thậm chí là nhìn thấy ở trong nhất quán đạo. Kinh điển của nhất quán đạo trong đó cũng có nhắc đến khuyên người ta niệm A Di Đà Phật, cầu sanh thế giới Tây phương cực lạc để vĩnh viễn được giải thoát. Trong đó cũng có khuyên người ta Niệm quan thế âm Bồ Tát Tiêu tai miễn nạn Tại vì sao người ta không chịu nghe Chúng ta nói câu chung chung Là tập khí nghiệp chướng Quá nặng Cũng tức là tham sân si Vọng tưởng quá nặng Không thể buông xuống được Bên trong Có tập khí phiền não Từ vô thị kiếp đến nay Bên ngoài lại bị cám dỗ Bởi ngũ dục lục trần Cảnh giới bên ngoài Hiện nay trong ngũ dục lục trần Lại cộng thêm yêu ma quỷ quái nữa Thì sức mạnh càng thêm lớn Cho nên vừa thoát ra khỏi địa ngục sanh đến cõi người Chưa được bao lâu Lại bị mê hoặc lại tạo tội nghiệp Lại đọa lạc trở lại rồi Không phải là địa tạng Bồ Tát Không có năng lực này Mà vì chúng sanh không chịu nghe lời Không thể y giáo phụng hành Cho nên mới chuốt lấy những khổ nạn này Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi A Di Đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.